phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho chúng ta sự sống thì chính các thầy cô cho chúng ta phương cách sống một cách đàng hoàng, tử tế. Philosender, Cider, đúng vậy, thầy cô, người dẫn dắt chúng ta đến bến đò tri thức, là người đáng để chúng ta quý trọng, tin yêu. Thấp thoáng tháng 11 đã đến, trong không khí se lạnh của ngày kề đông, cây bàng chân xăng cũng đã nhuộm màu vàng lá, thì đây cũng chính là dịp để chúng em bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến người thầy, người cô trong nhân lễ 20 tháng 11 ngày trọng đại này. Có lẽ quãng đời học sinh cấp 3 chính là thời khắc đáng nhớ nhất của một đời người, bởi lẽ không còn nét ngây ngô vô tư của thời cấp 1, cấp 2, mà thay vào đó là sự trưởng thành của một người cấp 3.